Thưa quý vị, công an quận 1 đã khởi tố vụ án bị can, đồng thời đưa hai đối tượng tạt Sơn vào cửa hàng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đến xin lỗi và sơn sửa lại cửa nhà của nạn nhân. Theo đó, Bùi Minh Tiến 30 tuổi quê tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Dương Hoàng 23 tuổi quê tỉnh Bắc Ninh, cho một người phụ nữ vay số tiền hơn 70 triệu đồng. Khi tới kỳ đóng lãi, Tiến và Hoàng không liên lạc được với người phụ nữ nói trên, nên bực tức bàn nhau tạt sơn vào hai cửa hàng của người thân chị này để gây áp lực buộc trả tiền. Từ giữa tháng 12 cho đến nay, cả hai đã 5 lần tạt sơn vào hai cửa hàng tại phường Phạm Ngũ Lão và phường Tân Định, gây thiệt hại về tài sản cũng như tâm lý hoang mang cho nạn nhân. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hai đối tượng trên để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.